Trong đời người, có hai điều cần nhớ. Một là công ơn đấng sinh thành, hai là lời dạy của người thầy. Mà không bao lâu nữa, chúng em sẽ đi đến cái gọi là mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Vì vậy, mọi khoảnh khắc trong khoảng thời gian này chúng em đều phải trân quý hơn bao giờ hết. Nhân dịp 20 tháng 11 này, tập thể 11A5 có vài lời nhắn nhủ muốn gửi đến toàn thể quý thầy cô dưới mấy nhà trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thân yêu này. Trước hết, cửa thầy Nguyễn Xuân Cầu, người giáo viên chủ nhiệm đã hết sức tận tụy vì chúng em. Dù đồng hành gắn bó với nhau mới được vài tháng, nhưng lại thật đông đầy cảm xúc và kỷ niệm. Dù có thế nào, thầy vẫn dành tất cả sự chân thành để quan tâm, chỉ bảo chúng em, là người thầy vừa nghiêm khắc nhưng cũng thật dịu dàng. Người đã chọn việc nơi sân khấu không có tiếng vỗ tay giòn giã. Người đã gắn bó với chiếc bảng đen đầy bụi phấn hương trên tóc. Người đã lái không biết bao nhiêu chuyến đò qua con sông tri thức để cập bến bờ ước mơ. Nhưng sẽ có bao nhiêu khán giả ngồi dưới chăm chú lắng nghe trọn vẹn lời người. Sẽ có bao nhiêu đứa học trò nhận ra tóc người đã bạc đi không chỉ vì bụi phấn. Và sẽ có bao nhiêu hành khách quay lại chuyến đò xưa khi đã công thành danh toại trên đường đời. Vì mà người vẫn âm thầm lặng lẽ, vì người là thầy, là cô. Cảm ơn thầy cô vì đã chọn công việc trồng người là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vậy nên 10 năm rèn luyện sách điền cũng danh lập bước chớ quên ơn thầy.